Rồi Sài Gòn ngày hôm nay là bây giờ là 9 giờ 5 phút rồi. Ba mẹ con đang có mặt ở đây là đường Trương Định với đường Lý Vĩnh Thắng đó mọi người. Hồi xưa đường Trương Định này là đường Đoàn Thị Điểm, Lý Vĩnh Thắng là Yên Đỗ. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 20 nha mọi người, ngày 20 tháng 9 2024. Bây giờ là 9 giờ 5 phút. Ba mẹ con ở đây nè, hồi xưa khu này là khu nhà thờ Đức Lộ rồi mọi người. Alexander Road. Con đường trước mặt bà con ở bắc đó là đường Trần Quốc Thảo với đường Lê Văn Sĩ. Bây giờ ba mẹ con sẽ quẹo trái đi vào con đường Trương Minh Giảng năm xưa nha bà con, để ba mẹ con đi tìm lại cái gì ta, cái rạp Minh Châu. Không biết cái rạp Minh Châu bây giờ nó là cái gì nữa. Rồi, đây là ngã tư đường Trần Quốc Thảo với đường Lý Chính Thắng. Wow, xe kẹt đông dữ ha. Hồi xưa đây là cái bệnh viện của bên Công giáo bà con, bây giờ đó là bệnh viện tai mũi họng. Hầu như bệnh viện nào cũng thấy đông quá. Bác sĩ trên 37 năm kinh nghiệm, ghê ha. 37 năm kinh nghiệm là dữ lắm đó nha bà con. Rồi ở đây là ngã ba Kỳ Đồng nè. Quẹo tay trái là mình sẽ đi tới nhà thờ Kỳ Đồng. Bên tay phải ba mẹ cò đây có một cái chùa nè, Chăng Ta Ra Xây gì đó. Đây là chùa Khmer đầu tiên ở Sài Gòn nha bà con. Và cũng là cái chùa lâu đời nhất của Khmer ở Sài Gòn. Chùa Chăng Ta Răng Xây. Chăng Ta Răng Xây này hồi xưa là cái cổng nằm ở đường Trương Minh Giảng các bà con. Sau này mở rộng cái con đường lộ bên đây, thành thử ra là cái mặt chùa bây giờ là được, cái cổng chính chuyển qua cái con đường bên đó rồi. Rồi cái chùa cổng chính thì bây giờ trở thành cổng phụ. Còn cái cầu này bây giờ là cầu Lê Văn Sĩ các bà con. Hồi xưa cái cầu này còn có tên là cầu Trương Minh Giảng, sau này có thời gian đổi tên là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ôi trời ơi, bên kia là chùa Pháp Hoa đó bà con. Xin thưa bà con bác, nơi đó hồi xưa là có một cái trường học viện Vạn Hạnh đó bà con, học viện Phật giáo đó bà con, nổi tiếng lắm, được xây dựng vào năm 1964. Bây giờ nó là trường đại học sư phạm. Nơi cái chùa Pháp Hoa này bà con cứ đến lễ Phật Đản hay gì đó là có xã hoa đăng đẹp lắm. Mình mà quẹo tay phải này mình đi về giáo xứ Sấm Lách. Cầu này là xưa là cầu Trương Minh Giảng. Bên tay phải nè, trường học viện Phật giáo hồi xưa ở đây, học viện Vạn Hạnh. Bên kia là chợ Nguyễn Văn Trỗi, hồi xưa là chợ Trương Minh Giảng đó bà con. Còn đây hồi xưa là cái gì nè, cái trường thì phải. Giờ ba mẹ con không nhớ.
cái trường nó tên gì á. Hồi đó hình như là mình đi tới đây là nó thuộc về, không, ở đây vẫn còn thuộc về đô thành Sài Gòn nha bà con. Đáng nữa định đi lên khúc kia rồi mới là thuộc về Gia Định. Chúng ta đang đi trên con đường này, đường Lê Văn Sĩ. Rồi con đường này đường Trần Quang Diệu bà con. Bên đây là có cái cư xá Trần Quang Diệu nè. Nhớ quán cà phê này hồi đó ba mày còn đi bộ quá, cái mệt quá vô đây ngồi uống cà phê nước. Hồi đó bên tay trái ba mày còn đây có cái trường nè. Cái trường gì ta? Trường Tân Khoa hay cái gì đó. Còn con hẻm này là đi vô cái trường của các cha xứ Thanh Hóa nè. Trường này bây giờ mang tên là trường Bạch Đằng. Hồi xưa là cha là trường của các cha mà nói chung là ở Thanh Hóa. Trường này hồi đó mang tên là như ba mươi cầu nhất, hình như là trường Lê Bảo Tịnh. Trường này hồi xưa là trường Lê Bảo Tịnh đó bà con. Còn đây là chùa Thích Ca nè. La Mô Sài Gòn. Trường này hồi xưa có một cái sự kiện là cái cây nó bị sập đó bà con, nó gãy đổ. Đây, trụ sở giáo phận Thanh Hóa nè bà con. Đây cho nên hồi xưa là cái trường đó, trường Lê Bảo Tịnh của các cha Thanh Hóa đó. Đây là đình Đông Súng và chùa Lâm Vĩnh. Chùa Lâm Vĩnh này còn có thờ cốt của Hòa Thượng Thiện cái gì Minh Minh đó, quên rồi. Đây có một cái đồ blue tự ha. Nhưng mà xin thưa bà con, bác đồ blue này không phải là Minh Châu đâu. Ở đây có một cái rạp Minh Châu. Rạp Minh Châu nó nằm ở rắp danh giữa một bên Gia Định, một bên Sài Gòn, đô thành Sài Gòn. Đúng rồi. Phải không ta? Hay là tòa nhà này? Rồi, đúng rồi, ngay chỗ đột luôn quá bà con. Ngay đây nè. Phải không ta? Đúng rồi, ngay chỗ đột luôn, hồi xưa đó là rạp Minh Châu quá bà con. Ở đây, cái này mới đúng. Cái tòa nhà này nè bà con. Cái tòa nhà này hồi xưa mới là rạp Minh Châu nè. Giờ xây dựng nguyên cái City Group. Đây đây, hồi xưa có cái siêu thị nè, đúng rồi. Siêu thị đây nè. Đúng rồi, cái tòa nhà này nè. Nơi đó là hồi xưa là rạp Minh Châu đó bà con. Ban đầu là chiếu phim, rồi về sau là mấy cái đoàn hát cải lương á, người ta tới. Rồi sau đó bắt đầu cái
Mày còn nhớ có thời gian bắt đầu xây siêu thị, rồi cũng còn cái rạp chiếu phim trong đó luôn, nó nhỏ nhỏ. Rồi sau đó cái cuối cùng cái làm luôn cái siêu thị, rồi sau này đập luôn xây nguyên tòa nhà bự gì đó. À, đây là trường Đoàn Thị Điểm nè. Đây là giáo xứ Vườn Xoài. Rồi vậy là hai cái rạp rồi ha. Còn một cái rạp ở trên đường Nguyễn Văn Học nữa. Còn một cái rạp Nguyễn Văn Học nữa, không biết có đủ thời gian chạy kịp lên không. Rồi nơi đây là rắp danh giữa Sài Gòn với lại Gia Định nè bà con, ngay đây. À, đây tới cái điểm này đây là hết Sài Gòn, đô thành Sài Gòn. Còn qua bên đây bắt đầu từ cái chỗ này nè, qua bên đây là thuộc về tỉnh Gia Định nha bà con. À, cái ranh giới. Con đường này hồi xưa trước năm 1975 thì nó mang tên là đường Trương Minh Ký. À, tới đây là hết Trương Minh Giảng rồi nha bà con. Qua đây là Trương Minh Ký. Cái chỗ này ba mẹ con thường hay cắt nhà may bên nè, năm nào ba mẹ con cũng lên may một bộ. Bên tay phải ba mẹ con nè, nhà may bên này nè. À, 58 ba mẹ con thường hay may đồ vét ở đây. Ở đây là thuộc về quận Phú Nhuận. Con đường này nó mang tên mấy cái quận luôn á. Quận 3, quận Phú Nhuận và quận Tân Bình. Đây là cổng xe lửa số 6 hay số 7 gì nè bà con. Trời ơi, cà phê Chú Lâm mà đông vậy. Hầu như cái chỗ nào mới mở là chỗ đó đông, nhưng mà được thời gian bắt đầu cái vắng lại. Vậy ha, ngộ lắm. Giống như trên cái khu trên quận 6 giờ cũng vắng rồi bà con. Thêm nói là người ta uống đông lắm. Cấp ly tắc. Rồi con đường này đường Đặng Văn Ngữ. Con đường Đặng Văn Ngữ này hồi xưa là đường Quỳnh Văn Tiên đó bà con. Ở đây có trường Thomas nè. Đây là nhà thờ Bà Chu. Đây, con bác xem nhà thờ Bà Chu. Cái trường học ở đây nè bà con. Ha. Chúng ta đang đi trên con đường Lê Văn Sĩ, hồi xưa đường này là đường Trương Minh Ký. Bên tay trái ba mẹ cầu đây là có một cái chung cư Kiến Thiết, cái cư xá Kiến Thiết. Đây có cái ngân hàng phải không ta? Đúng rồi, đây có ngân hàng Sacombank nè, quẹo vô đây có một cái cư xá ngân hàng ở trong này.
Suzukiya. Cái hàng hiệu Suzukiya này là bà con ở bên Nhật Bản á, nhiều lắm. Nó nhiều đến nỗi mà giống như siêu thị vậy đó, giống như siêu thị mini vậy. Phở Phú Vương nè. Phú Vương này giờ mở nhiều chỗ lắm. Nhà hàng quá ngon. Ba mẹ cô thường hay mua cái heo tộc quay ở đây. Con đường này đường Phạm Văn Hai, hồi xưa là đường Thoại Ngọc Hầu. Trời, nãy ba mẹ cậu ăn cái tô bánh canh đó, nó quá xá là no. Ba mẹ cậu ăn hai cái quẩy luôn chứ trời ơi. Một tô bánh canh là no ứ hự rồi mà ăn cái quẩy nó ngon quá, chấm với nước mắm pha ngon lắm rồi con. Mà pha ngon quá giờ no quá trời. Bánh canh cua đó ba mẹ cô không thích gì bằng cái quẩy chấm với cái nước và chấm với nước mắm nữa, ngon. Đó, bên đây là nhà thờ Tân Sa Châu. Nhà thờ Tân Sa Châu. Đây có cây xăng nè. Ở đây cây xăng hơi bị nhiều luôn á. Bên đây có bánh canh cô dần nè bà con. Đó, cái chi nhánh đầu tiên ở đây nè. Sau đó mới mở xuống Cao Thắng. Ồ, bánh bía này nhiều dữ hồng ta. Ở bên đây người ta thích ăn bánh bía dữ ta. Ở đây là chợ Lăng Cha Cả nè bà con, trong hẻm đó. Dạo này lớn tuổi rồi, ăn nhiều không được bà con. Ăn nhiều cái nó bắt đầu là nó no. Mà đôi lúc nhiều khi ngon quá không kìm được cái miệng. Hồi đó trên nóc nhà này ngày 30/4/1975 bà con có một cái chiếc trực thăng trên đó đó bà con. Nói nhiều khi không ai tin. Nói hồi xưa trực thăng đi là cái vùng bán kính nó hoạt rộng lắm, nhưng mà thật sự rồi đó có cái chiếc trực thăng nằm rớt trên đó đó. Rồi đây là công trường Pepsi. Nơi đây hồi xưa gọi là Bùng Binh Lăng Cha Cả, Bùng Binh Pepsi cũng được. Cái chỗ cell phone hồi xưa là một cái mộ của Lăng Cha Cả, ông cha Lăng, cái mộ ông Cha Cả Bá Đà Lộc ở đó bà con. Còn đây là cái đình. Rồi dọc dưới đây là mấy cái ngôi mộ ha. Mấy ngôi mộ đây nè. Ở đây là nghĩa trang Linh Mục Pháp nha bà con. Nghĩa trang các Linh Mục Pháp. Người Việt của mình đi ngang qua thấy mồ mả chôn nhiều quá thì thường hay gọi đây là cái nghĩa địa. Rồi, mình quẹo qua đây. Con đường Hoàng Văn Thụ này hồi xưa là đường Võ Tánh. TTC. Hồi xưa ở đây có cái building của quân đội Mỹ đóng đây nè. Rồi xích qua chút xíu nữa, đây là cái bệnh viện 3 giả chiến của Mỹ bà con.
nằm ở phi trường Tân Sơn Nhất. Bên tay trái này xưa là cái bãi đất trống, trực thăng thường hay đạp đáp đậu dưới đây nè mọi người. Đây đây, hồi xưa cái bãi đất trống này dùng để đáp trực thăng luôn. Rồi sau này đến gần ngày 30/4 là có tính là ở đây là xây dựng là một cái công viên ở đây, và đặt tên là công viên Chiến Thắng. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì Sài Gòn bị đứt phim rồi. Con đường này nó lúc nào nó cũng quá tải ha, nó cũng đông ha. Giờ chở bà con bắt đi dạo một vòng phi trường Tân Sơn Nhất năm xưa, bây giờ mình gọi là sân bay Tân Sơn Nhất. Đây đây, hồi xưa là trại Trần Hưng Đạo, và trước năm 75 được gọi là Bộ Tổng Tham mưu đó bà con. Bên đây trái đây nè, hồi xưa là sân vận động Bộ Tổng Tham mưu ở đây nè. Bây giờ thì ở đây người ta gọi là sân vận động quân khu 7. Mình mà đi thẳng là mình đi xuống cái hầm chui đó bà con. Xe cổ Việt Nam chạy loạn ghê lắm nha bà con. Ngay khúc này nó giao nhau qua một bên vẹo trái, một bên qua phải, thành thử ra cái khúc này nó đông xe ghê lắm. Rồi bây giờ mình quẹo vô đây, con đường này hồi xưa là dẫn vô sân bay dân sự đó bà con, còn con đường bên tay trái là dẫn vô sân bay quân sự. Bên ngay góc đường này nè, hồi xưa có một cái rạp này được gọi là rạp Tân Sơn Nhất. Ba mẹ gọi đó từng đi coi phim ở rạp Tân Sơn Nhất này rồi nè. Con đường chúng ta đang đi là đường Phan Đình Giót. Ở đây là cái cổng chào sân bay nè bà con. Đó, biểu tượng của Sài Gòn. À, cổng chào. Bà con có thấy không? 11 cái lá cờ quốc kỳ của 11 quốc gia Đông Nam Á.